Lucy có lẽ chính là người đã đồng hành ra trong phần 1 đó các bạn. Get in. What's with the blood? Are you okay? Look, we have maybe 10 minutes, maybe, before they figure out what I've done. If we're not out of here and on the road before then. Chúng ta chỉ có 10 phút thôi. Máu trên người có ổn không? Later. But right now I need you to just shut up and do what I say. So please, get in. Im mồm lại. Và nằm lên đây. Vãi trưởng. Lên nào. Anh lên Desmond. Hurry up. Chúng ta sẽ vào thế giới Assassin ngay bây giờ. Ta có 10 phút để làm điều gì đó. Subject 17. Vậy là chính xác là phần tiếp nối của phần Assassin's Creed 1 các bạn nhé. Wait, what? The hell? Spingy. Spingy. What? Di nuovo. Are you serious? Sì, sì, brava. Damn. It is a boy. Azio, Azio. Thanh niên vừa nằm lên cái giường ảo tưởng cái lập tức ở đây ra đời thành Azio. Did I miss it? Am I too late? Ezio, auditore. Giovanni. Shh, my love. It will be all right. Tu sei un auditore. Ai. Sei un combattente. Auditore. Perciò, combatti. Ready? Được rồi. Trải ra đây. What the? Are you serious? Gì đấy? Làm sao để qua được cái màn hãm lành nhỉ các bạn? Mình đã bấm chuột rất điên cuồng và gần như là nó không có tác dụng. Các bạn đợi chút nhá. Control. Cut off control. Empty hand. À, ship à? Ok. Listen to him. A fine set of lungs. And what shall we call him, my love? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Ezio Auditore da Firenze. Một quả tên mà bị choi rất là nhiều trên Reddit. Được rồi, như vậy câu chuyện về Assassin's Creed 2 chúng ta đã bắt đầu. Ồ, chỉ thế thôi. Yeah, well, I'm gonna need a second. There isn't time, Desmond. We have to leave. Được rồi, phản thôi. Ngay bây giờ. Run. Really getting out of here. Ôi ôi, chuột 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 tốc độ cao quá. Kinh khủng. CCTV giảm xuống. Hai thôi. Sturgo's got some fucked up interior decorators. Quiet. Đúng không nhỉ? Đúng không? Để giảm xuống 1 xem sao. Chứ tốc độ chuột cao quá các bạn ơi. Đúng rồi. Anh à. Oh. Hey, you're not supposed to be up here. Open this door. I'm calling it in. We have a breach in the research wing. Chạy thôi, anh à. It's walls. Fancy. There they are. Don't let them get away. Ui, ui, kinh vậy, ui. Uh, wow. Ấn tượng vãi cả trưởng. Holy shit. Look at this place. Nhưng vẫn không phải là cái đấy các bạn. Sao mình cảm giác chuột nó vẫn bãi trưởng quá.
phần camera ấy nhỉ. Action camera. Frequency. I rigged them to look old footage. How do you think I managed to? Con giả xuống nữa rồi. Nó nhanh quá, cảm giác nó khó chịu các bạn ạ. À, các bạn giảm thử DPI của chuột xuống nhá. Giảm DPI của chuột xuống là được các bạn. Ơ, à, không chạy nữa rồi. Yeah. Be careful. We need to get to that elevator on the other side of the room. Follow my lead, but keep an eye out for security. Đây là sự mê cung. Thoát ra khỏi nó. Mà cô gái rất là giỏi võ cho nên các bạn yên tâm. Is that an animus? Cứ né rồi, né càng nhiều càng tốt. Wait. Stay with me. Okay. Okay, người đẹp. How many of them are there? Is it animuses or animi? What do you think, Lucy? Lucy, what do they need? Let's get out of here. King, à, kêu, thoát được luôn ạ. Sợ thật đấy. Fuck! I thought this card would work. It must be on a separate system, and I don't have the code. Wait. Không có mã. Ui, lại hack rồi. Úi trời, bên ngay mà. Shit. Come on. Okay. How did you do that? I don't know. Let's go. Sẽ, đi thế nào? Quá đơn giản với cả Ezio Auditore. What was that in the animus? Subject 16? Ezio Audi... Audi something? That's why we need to get out of here. Vidic and the Templars, they're only part of the problem. What do you mean? I'll explain when we get there. Get where? Trời đấy. Đấm nào. Đến giờ biểu diễn của Ezio Auditore rồi. Mày hả mày, ấy à, ấy, sao đấm má mà nó không gục các bạn ơi. Rồi, một thằng, bốn thằng nữa, nhanh còn sang giúp cô em nữa. À mà nhìn cô em kia không giống mình cần giúp lắm chả. Hạ cả bốn đứa nhanh vậy, kinh vậy. Quái trưởng người đẹp. Kinh khủng. Gớp. Hả? Joking. It's for your own protection. Oh man. Mai trưởng. Chứ không xe, mai trưởng thật. Cô nàng này có vẻ bá đạo hơn nhưng mà chính của chúng ta các bạn ạ. Ừ gì? Hiện tại thì chúng ta đang nằm trong cốp xe như là một nhân vật quần chúng vậy. Mai trưởng thật. Và người đóng vai vận chuyển, người vận chuyển không ai khác chính là cô nàng xinh đẹp vừa rồi. Đến nơi rồi. Thanks for that. It was great. Shoving the trunk, bouncing around. Loved this way. So, gonna tell me what's going on now? There was a reason for the escape, Desmond. Figures. We need your help. For what? Another treasure hunt through time? Abstergo's gonna replace their Apple of Eden. The map your ancestor found guarantees it. The they other will assassins, do. They'll do what they can. Where they can, but what? Nhanh lên. What is? Nói nhiều quá. We're losing this war, Desmond. The Templars are too powerful, and every day more of us die. Mất dấu. Hey, quick. I still don't see how I fit into things. We're going to train you, turn you into one of us. What? No. You've seen me in action. I'm no good at this, and even if I was, it would take months. Years even. No, not with the animus, not with the bleeding effect. But I'm just one guy.
Sometimes that's all you need. That's why you found him. My ancestor. Kiểu nói thằng này là thằng hãm tài, nó tất cả cái gì mà con ta cần. You can follow in his footsteps, you'll learn everything he did, just like he did. Years of training absorbed in a matter of days. You broke me out of Abstergo and brought me here just to make me an assassin? Chuẩn không? Look, there's more to it than that, but it'll have to wait. Trust me. Okay? Sure. All right, I'm in. Tell me what you need. Really? You're sure? I thought you'd be happy about this. Sorry, I'm just a little surprised. I spent the whole ride over here figuring out how I was going to convince you to do this. Save it. After what those Templar bastards put me through, I'm ready, willing, and able. Ui rồi ôi. Thank you. Thế thôi á? Ơ kìa, phải hơn nữa chứ. Desmond có vẻ sẽ tương lai sẽ có một cô bạn gái rất là bá đạo. Lucy, you made it. À đây, cô đang tomboy này ai đây? 7 years, can you believe it? Mình quên sử mất tên mấy nhân vật rồi. Welcome back. Ah, so this must be the infamous Subject 17. Desmond Miles, was it? Who are you? I'm sorry, where are my manners? I'm Sean Hastings. Sean this Hastings. This is Rebecca Crane. Rebecca Crane. Nice to meet you, Desmond. Right, well, it's been lovely chatting, but if you don't mind, Desmond, it's best we get straight to work. Time is precious. Doubly so these days. We've got everything. Đây sẽ là đội ngũ đồng hành của chúng ta. Here, trong thời gian tới. I brought you something. A parting gift from Abstergo. Whoa! The memory core! This is amazing! With their data, things are gonna go a lot faster. I'll get to work on merging the code. Chúng ta sẽ có một hệ thống khởi động chiếc máy đi vào giấc mơ ở riêng đây. Hey Desmond, what's up? Just wondering what your role is in all this. I take care of Baby. It's my job to keep her up and running. Baby? You mean the Animus? Actually, I prefer Animus 2.0. Đây là một cái chiếc ghế này có chức năng giống với cả chiếc giường mà chúng ta nằm lúc nãy ở trong cái công ty lớn đó. Do chắc là do cô gái chế tạo ra. Giúp chúng ta đến với cái thế giới của Ezio Auditore. Anyway, take a seat when you're ready and we can get started. I just need to make a few more adjustments. Hi. Talk shit. Hey, listen. I just wanted to say thank you. And I'm sorry. Sorry? Yeah, you know, before. Everything at Abstergo. It was just... I wasn't ready. It's okay. No. Going through all that. No one can tell us still exist, what they're planning. What's done is done, Desmond. You're here now, and that's what matters. Oh, sao lạnh lùng vậy? Vãi trưởng. Lucy, I've been seeing things. Symbols in my bedroom. The code on the keypad. Just like Altair. It's from the bleeding effect. You're taking on more than your ancestors' memories. You're taking on their skills, too. In this case, Eagle Vision. Skills? You're more receptive now. So if all goes well, everything Ezio learns in the Animus, you'll learn too. You really think this will work? Cái gì chúng ta học được trong cái thế giới giấc mơ chúng ta sẽ được áp dụng ra ngoài đời thật. Yeah, hopefully much better at it. I mean, seriously, I saw the tapes from Abstergo. You didn't even try and escape. What a dick. Okay. Animus. Nó không đúng nữa thì mới ngồi được cái ghế này các bạn ạ. Thanh niên này có vẻ rất là khó chịu của chúng ta. What's all this stuff for? This stuff, Desmond. Oh, this stuff is nothing special, really. This stuff is just the stuff that keeps our entire operation from falling apart, really. It requires a great deal. Thanh niên này có một cái giọng nói nghe có vẻ rất là chối. Give me if I don't have time to play meet and greet. Sean's in charge of maintaining our knowledge archives. It's like a digital library. He'll be riding shotgun with me while you're in the Animus. So if you come across anything of note, people, places, events, etc., he'll create database entries you can consult for additional information. Xin lỗi các bạn nhé, tại vì cái vốn tiếng Anh của mình hơi toang, cho nên là mình không thể nào phiên dịch tất cả những cái mà họ nói cho các bạn nghe được. Mình nghe chỉ chữ được chữ mất thôi. Đại khái thanh niên là rất là khó chịu với cả thanh niên Desmond này. Được rồi, đã nói chuyện với cả ba người, bây giờ chúng ta có thể ngồi lên cái ghế được rồi. Tới nào, bắt đầu với cuộc chiến chính à?
So how does this work? Of course. Deep breath. Ah! Oh, what are you, a tiny child? Sean! Vãi chưởng. Thằng Diệp vẫn cố chọc ra câu á. Được rồi, phần quan trọng nhất của game bây giờ đã bắt đầu. Action complete. Uplay. Chỉ thế này ra. À đây rồi. Đây rồi. Italia tuyệt đẹp đang được xây dựng trong cái trí tưởng tượng của chúng ta. Năm 1476, Fiorentina. Thế giới được xây dựng rất là đẹp. Bay nhảy rất là đã. Rất là hoành tráng đúng không nào? Đây các bạn có thể thấy sự cải thiện rõ về hình ảnh so với cả phần 1, đó là Assassin's Creed 1. Hình ảnh đẹp rất là nhiều, chi tiết hơn. Và đặc biệt là cốt truyện. Cho dù không nhất thiết là các bạn phải có cái vốn tiếng Anh tuyệt vời thì các bạn có thể cảm nhận được cốt truyện của cái tựa game này. Đây, kẻ treo Asio Auditore đây. Do you know what brings us here tonight? Honor. Viere de Pazzi slanders the land and forces his own miseries upon us. Thanh niên này có thể, các bạn có thể hiểu đơn giản, thanh niên này đang lãnh đạo một đám trẻ trâu và đụng độ một đám trẻ trâu khác. Surprised to see you here. I thought the Pazzi hired others to do their dirty work. It's your family that cries for guards when there's trouble, Gottardo. Afraid to handle things yourself? Your sister seemed quite satisfied with the handling I gave her earlier. Uccidetelo! Thằng đấy. Ái ui. Đau ấy. Đánh nhau. Đến giờ rồi. Chơi nói anh em. Mày biết tập chùm trẻ trâu trong trò này không? Chúng ta đang lãnh đạo một đám trẻ trâu đánh nhau một đám trẻ trâu khác các bạn ạ. Lên hết đây. Mày vỡ gáo. Một đánh năm á? Mày khỏe vậy. Rồi. Sợ rồi. Chỉ có vậy thôi sao? Federico. I wanted to see if baby brother had finally learned how to fight. Sir. And? You have style. But endurance is what counts. Let's see how many of them you can ruin before they get the best of you. Sủa, chỉ vậy thôi sao? Quẩy đây anh em ơi! Quẩy đây anh em ơi! Càng đông càng vui! Ây ui! Mày! Úi sủa! Đấm vào đá thôi. Ây nó ba đánh một rồi các bạn ơi. Ây chết rồi. A chạy thôi. Ây lãnh đạo chạy cho đấm nhau bị ăn đấm. Your lip just a scratch, let the doctor decide. Ok, chúng ta đã bị đấm đấm thua và bây giờ chúng ta đang lý sự cùn. Trộm lấy cái vé của nó các bạn ạ. Press nút gì đây? Với trộm tiền, ta cần có 200 tiền để đi gặp bác sĩ. Bọn này nghèo quá, người ta chỉ có hai mấy tiền. Này có 11 tiền nữa, what the hell. Rồi, đi nào.
xong nhiệm vụ đầu tiên. Bây giờ là hệ thống nhiệm vụ của tựa game này. The sooner we're done with the doctor, the sooner we can sleep. Để nhiệm vụ hay không này, các bạn có thể chọn X kép. Ở đây nhiệm vụ bắt buộc các bạn ạ. Chúng ta sẽ tới bác sĩ tìm ít thuốc. Các bạn có thể thấy cơ chế của tựa game khá đơn giản. Các bạn có thể bật bản đồ bằng cách ấn tab, đúng rồi. Map bản đồ của Assassin's Creed 2 khá là rộng. Mặc dù không rộng bằng các bản sau nhưng mà cũng đủ để đáp ứng cái thị hiếu nhu cầu của chúng ta. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta đơn giản là follow theo nhân vật kia. Những ai mà đã từng chơi Assassin's Creed 1 rồi thì có lẽ các bạn cũng đã dễ dàng di chuyển qua những cái bậc thang này. Mình sẽ không nói lại nhiều. Còn các bạn chưa quen thì các bạn có thể tập luyện với những cái nó đã hướng dẫn khá là kỹ trên màn hình rồi. Hold cái nút gì đó và ấn cái nút okay. Bác sĩ ở cái thời đại này trông rất là buồn cười. Why am I not surprised? You've made quite a mess of yourself, young man. It's nothing really. You must help him. That pretty face is his only asset. Fottiti. Cái gì? Cầm đá mài lên mặt là xong á. Grazie. Thank you. Thank you bác sĩ rất là nhiều. Quite a night. Indeed. I only wish they were all as much fun. Có nhiệm vụ gì đó ở đây thì phải. They are. À, anh chàng này, đi theo anh ta. We should head home, Ezio. Father's sure to be wondering where we've gone. Yes. I'd rather avoid a lecture. Up for a little race then? To where? Roof of that church. Mình không nhầm là sẽ là một cuộc đua với anh chàng này, đúng rồi. Mình đã chơi phá đảo phần 2 rồi. Mình sẽ rèn luyện lại kỹ năng Asin của mình. Ôi, trẻ trong rồi. Thế nào? Ờ, điểm tới là đâu ra? Đấy, trên bản đồ, à kêu rồi. Mình sẽ thắng thôi. I will win. Yeah. Come on then. This way. Đây cũng là đoạn mình thích nhất trong tựa game Assassin's Creed 2 này. Âm nhạc hấp dẫn. Hình ảnh sắc nét. It is a good life we lead, brother. The best. It's best. They never change. It's never change. Never change us. Đây đoạn intro tuyệt vời của Assassin's Creed 2. Được rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download, collect cũng như là update cái tựa game Assassin's Creed 2. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn nhớ subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào tạm biệt các bạn.